Người đàn bà đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang, tâm lý sẽ như thế nào? Các bạn thân mến, người ta từng nói rằng bản chất của đàn ông là họ sẵn sàng ngoại tình khi có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng đàn ông thì các anh chỉ trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài thôi, chứ tâm lý ít anh là có mong muốn bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình, ngay cả khi bị phát giác cặp bồ. Thế nhưng ở phụ nữ thì sao? Tâm lý của người phụ nữ khi bị chồng bắt quả tang, khi bị phát hiện sẽ như thế nào? Liệu cô ta có sẵn sàng, chuẩn bị sẵn tâm lý, bỏ chồng bỏ con, hất đổ tất cả mọi thứ để chạy theo tiếng gọi của tình ái mới hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay với chủ đề phụ nữ ngoại tình bị phát hiện, tâm lý sẽ như thế nào? Việc nắm bắt được tâm lý của chị em khi bị phát hiện cũng là cách giúp cho các ông chồng dễ dàng đưa cho mình những sự lựa chọn xử lý việc vợ ngoại tình đúng đắn hơn. Và tự chung thì có thể tổng kết được 4 nét tâm lý nổi bật của một người phụ nữ đi ngoại tình bị chồng phát hiện ra như sau. Tâm lý đầu tiên, đương nhiên rồi, dù cô ta có muốn bỏ chồng thì khi bị bắt quả tang là một việc xấu, điều đầu tiên sẽ cảm thấy sợ hãi và hối hận. Dù đàn ông hay đàn bà đi ngoại tình thì khi bị đối phương bắt quả tang và phát hiện mình đang có mối quan hệ bất chính đều sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, giật mình. Chưa hết, người phụ nữ đi ngoại tình bị phát giác thường đi kèm với những tiếng nhiếc móc của người thân, của xã hội, sự dè bỉu và ruồng bỏ của những người thân yêu. Chính vì vậy, phụ nữ sẽ có tâm lý rất hối hận và rất tội lỗi. Họ thấy có lỗi với con cái, với bố mẹ đẻ và với cả người bạn đời của mình. Tâm lý sợ hãi là một tâm lý thường trực trong lòng những người phụ nữ đi ngoại tình. Trừ giả là những người phụ nữ đã không còn coi chồng ra gì thì mới không còn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mặt bằng chung là tất cả các chị em, đặc biệt là phụ nữ, sống thiên về cảm xúc, thiên về sự suy nghĩ rất nhiều. Có quá nhiều thứ sợ hãi bủa vây một người đàn bà đi ngoại tình. Sợ hãi không chỉ đến từ xã hội, không chỉ đến từ con cái, còn đến từ phía nhân tình và nhiều những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi khác chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần sau của video. Đằng sau sự sợ hãi và sự hối hận khi bị phát giác ngoại tình thì tiếp theo là người phụ nữ đầu sẽ nảy sinh ra đủ mọi lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đây dường như là một tâm lý phổ biến trong tất cả chúng ta. Khi sai sẽ tìm cách ngụy biện. Dù biết việc ngoại tình của mình là sai trái, bản thân cũng có chút hối hận về việc làm của mình, nhưng phụ nữ cũng sẽ cố gắng bảo vệ bản thân đến cùng. Họ tìm mọi lý do để ngụy biện cho việc vì sao mình lại có mối quan hệ ân ái ngoài luồng. Các lý do thường được dùng đến như là vợ chồng không hạnh phúc, bất hòa, gia đình có biến cố, chồng không còn biết quan tâm lo lắng đến vợ, chồng không thể chu cấp đổi kinh tế cho vợ, vân vân và rất nhiều nguyên nhân khác. Thông thường thì dù có sử dụng bất cứ một lời lẽ hay bất cứ một lời lẽ ngọt nhạt nào để ngụy biện thì người thân cũng khó có thể chấp nhận được những lý do đó. Và dường như việc tìm lý do để ngụy biện cho sai lầm của mình chỉ là một phản ứng tự nhiên, chứ không ai có thể thông cảm được cho người phụ nữ trong trường hợp này cả. Tâm lý của người phụ nữ ngoại tình khi bị phát hiện bắt quả tang sẽ là cầu xin sự tha thứ từ chồng. Dẫu biết một sự thật đó là đàn ông 10 người ngoại tình thì 9 người không bỏ nổi vợ, còn đàn bà ngoại tình 10 cô thì 11 cô là đòi bỏ chồng. Thế nhưng nếu như chẳng may bị chồng phát hiện ngoại tình, được người thân phân tích đúng sai, họ đều có tâm lý hối cải và muốn quay về với tổ ấm của mình nếu như chồng còn sẵn sàng giang tay. Họ sẽ cầu xin sự tha thứ từ chồng, mong người chồng cho mình một cơ hội sửa sai để cùng vun vén lại hạnh phúc gia đình. Với những người phụ nữ cầu xin sự tha thứ từ chồng này thì ít nhiều vẫn còn có thể có cơ hội để có thể mang lại được hạnh phúc cho nhau. Bởi vì ít nhất là chị ta còn muốn quay trở lại mái ấm, nơi mà chị ta đã nhẫn tâm bỏ đi. Thế nhưng ngược lại cũng có nhiều người phụ nữ có tâm lý bỏ chồng bỏ con. Đứng trước sự dạn vỡ về hạnh phúc gia đình, sự khó tha thứ cho lỗi lầm ngoại tình của người chồng, nhiều người phụ nữ cũng sẽ có tâm lý buông xuôi. Họ sẵn sàng viết đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc sống vợ chồng bí bách, khỏi sự giằng kéo nhau và khỏi những lời nhiếc móc, những lời miệt hạ của đối phương. Nhiều người phụ nữ sẽ có tâm lý sau khi ly hôn sẽ đi tìm và xây dựng hạnh phúc mới bên người tình.
họ sẽ giành quyền nuôi con hoặc sẽ có những lựa chọn mới cho cuộc sống độc thân của mình. Song hầu hết tâm lý phụ nữ lúc này đều sẽ là đi thuê nhà riêng và rất sợ về nhà bố mẹ đẻ, bởi vì họ sợ những sai lầm, những sự xấu xa của mình sẽ khiến cho cha mẹ thất vọng và mất mặt với hàng xóm láng giềng. Một khi đã làm việc sai trái với chồng con thì bản thân người vợ sẽ luôn cảm thấy hối lỗi. Và nếu như việc ngoại tình có xuất phát từ phía chồng thì các anh có thể cho vợ cơ hội để sửa chữa. Nhưng mà nếu như họ đã lựa chọn theo con tim mù quáng của mình tìm kiếm tình yêu thì hãy cứ để họ đi. Chúng tôi biết được rằng việc bắt được quả tang vợ ngoại tình thực sự là một trải nghiệm kinh khủng với bất cứ một người đàn ông nào. Cuộc sống hiện đại, mối quan hệ nam nữ không còn quá khắt khe như trước. Người phụ nữ không còn bị bó hẹp trong ngôi nhà, suốt ngày chỉ còn biết lo cho chồng, chăm cho con, mà còn là một con người năng động ở ngoài xã hội. Chính vì mối quan hệ rộng, được giao lưu nhiều, nên tình huống vợ ngoại tình chồng bắt quả tang là chuyện có thể dễ dàng xảy ra khi mà vợ có những mối quan hệ bên ngoài, để lộ những sơ hở và chồng phát hiện được. Vợ ngoại tình chồng bắt gặp đôi khi chỉ là sự tình cờ khi đang đi trên đường hoặc vào quán ăn, vô tình nhìn thấy vợ đi cùng với người đàn ông khác, có những hành động thân mật. Nhưng đôi khi đó không phải là sự tình cờ, mà là do người chồng đã cố gắng theo dõi từ lâu. Vậy thì xử lý như thế nào cho hợp lý là câu trả lời tôi nghĩ nhiều người đàn ông đang tìm kiếm. Vợ ngoại tình chồng bắt quả tang xử lý như thế nào để thấu tình đạt lý mà không vi phạm pháp luật? Trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều clip vợ đi đánh ghen với bồ của chồng, rồi vợ ngoại tình chồng bắt được. Nhưng theo bạn, cách ứng xử này có hợp lý hay không? Vợ ngoại tình chồng bắt gặp, sau đó quay clip tung lên mạng cho tất cả mọi người cùng xem, cùng bàn tán, cùng dị nghị, chỉ để trả thù vợ, để mọi người trên đất nước, trên thế giới này biết đến cô ta là một người vợ lăng loàn, người dám bỏ chồng để đi theo trai. Thế nhưng nếu như bình tĩnh hơn thì tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ ra được hậu quả sau khi video clip đó được phát tán, hay đó chỉ là thói nhỏ nhen, ích kỷ trong lúc cơn nóng giận không thể kiểm soát. Vì có rất nhiều trường hợp do không chịu được những cú sốc tinh thần, bị bạn bè người thân dè bỉu nên người vợ đã tìm cái chết. Có những người mạnh mẽ hơn không tìm đến cái chết, nhưng cả đời sống cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh, luôn trong trạng thái mặc cảm, tự ti về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hơn nữa còn những đứa con của các bạn nữa, chúng sẽ sống làm sao khi mà bạn bè hàng xóm chỉ trỏ rằng nó có một người mẹ lăng loàn như vậy. Là một người đàn ông, bạn thấy hành động quay clip ngoại tình của vợ lên mạng có xứng đáng hay không? Vợ ngoại tình chồng bắt quả tang tại khách sạn, đánh vợ, đánh nhân tình mới, rồi đập phá mọi thứ xung quanh để giải tỏa cơn phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm trong lòng, hay là im lặng rồi về ký đơn ly hôn? Tâm lý người đàn ông khi thấy vợ ngoại tình với người khác thường rất sốc, rất bất mãn và cảm thấy mình kém cỏi nên mới bị cắm sừng, bị người mình từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp phản bội. Có nỗi đau nào đau hơn như thế? Nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được những hành động bộc phát không thể nào kiềm chế nổi cơn nóng giận của người đàn ông. Còn nếu như im lặng dừng dưng cho qua rồi viết một tờ giấy ly hôn lại là chuyện quá dễ dàng. Vì khi đó người chồng không còn tình yêu với người vợ nữa, không cần quan tâm đến mối quan hệ của cô ta. Đối với anh ta, chuyện vợ ngoại tình chồng bắt quả tang cũng là chuyện bình thường. Vợ có đi cùng bao nhiêu người đàn ông khác nữa, đi đâu làm gì cũng không quan tâm. Vì điều cần thiết với anh ta lúc này đó là đơn ly hôn và một phán quyết từ tòa án. Bởi vậy mới nói rằng nó chỉ khó khi chúng ta còn tình cảm với nhau thôi. Nếu như vẫn còn tình yêu, còn tình thương với vợ, vẫn mong vợ quay đầu làm lại, sửa chữa lỗi lầm để cùng về chăm con. Trước hết, tôi biết là rất khó, nhưng cũng rất mong các anh là đấng nam nhi hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đối mặt với sự thật và hãy lắng nghe nguyên nhân vì sao vợ đi ngoại tình. Nếu như lý do cô ta đưa ra bắt nguồn từ chính những sai lầm, những thiếu sót từ phía người chồng trong cuộc sống, như chưa quan tâm đến vợ con, chưa chia sẻ câu chuyện hàng ngày cùng với vợ, thì người chồng có thể xem xét lại bản thân mình. Còn nếu như nguyên nhân xuất phát từ chính người vợ, từ chính những lỗi sai lầm trong cách sống, cách ứng xử, do tính nết lẳng lơ của cô ta, thì người chồng có thể ly hôn để đi tìm một hạnh phúc mới, không cần phải hối tiếc một người phụ nữ trăng hoa,
đi ngoại tình chồng bắt được lại đanh đá cãi lại chồng, ngoa ngoắt không biết chăm sóc cho hạnh phúc gia đình. Đối với những người phụ nữ như vậy, tha thứ một lần cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nó dường như là không bao giờ đủ với cô ta. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ khi vợ ngoại tình chồng bắt quả tang, những ông chồng, các anh đã có cách ứng xử hợp tình hợp lý cho gia đình mình. Thiết nghĩ nếu đó chỉ là cơn cảm nắng của người vợ dẫn đến sai lầm, hoặc nguyên nhân do thiếu tình yêu thương, thiếu sự sẻ chia của người chồng khiến cho vợ đi ngoại tình, thì người đàn ông cũng nên xem xét lại bản thân mình một chút. Đặc biệt là hãy tha thứ cho người phụ nữ vẫn còn tình yêu với chồng nhưng lỡ phạm phải sai lầm. Vì tục ngữ có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hai vợ chồng cùng nhau quay lại bên nhau để cuộc sống gia đình được như xưa, con cái không phải chịu cảnh xa bố xa mẹ. Chúc cho tất cả các bạn đủ bình tĩnh để có thể xử lý được những tình huống oái oăm trong cuộc đời, và đủ bao dung, đủ cao thượng để chúng ta có thể cùng với nhau sống tiếp dù đối phương có mắc phải lỗi lầm gì đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự. Chán chồng, từng nghĩ quẩn qua đêm với sếp. Sáng ra nhìn cuốn sổ đỏ mà run lẩy bẩy. Tôi lấy chồng cách đây 3 năm nhưng chúng tôi không hạnh phúc. Chồng tôi dù không ngoại tình nhưng lại rất vô tâm với vợ, không biết quan tâm đến vợ con. Đó cũng là lý do mà chúng tôi đã lấy nhau mấy năm rồi, nhưng tôi không mặn mà với việc sinh con với anh. Sinh con rồi lại chỉ có một mình tôi ở nhà ôm con ngày đêm, còn chồng thì vẫn mải mê trong các cuộc vui với bạn bè của anh ấy. Tôi trách chồng quá vô trách nhiệm, muốn anh ấy dành nhiều thời gian hơn nữa cho vợ, bỏ bớt những cuộc vui bên ngoài bạn bè đi. Nhưng chồng tôi lại bảo kết hôn chứ có phải đeo gông vào cổ đâu. Anh ấy vẫn muốn sống tự do thoải mái theo cách mà mình thích. Khuyên mãi chồng không được, tôi thực sự rất chán nản, chẳng còn một chút hy vọng nào vào cuộc hôn nhân này nữa. Hôm trước tôi đi tiếp khách cùng với giám đốc công ty. Tôi vốn là một nhân viên bình thường, thế nhưng vài tháng trở lại đây, sếp có vẻ bỗng dưng chú ý đến tôi một cách rất đặc biệt. Anh thường xuyên cất nhắc tôi làm những công việc quan trọng hoặc đưa tôi đi tiếp khách hàng cùng để tôi trau dồi kinh nghiệm cho bản thân và xây dựng được thêm các mối quan hệ mới. Tối hôm đó vừa cãi nhau với chồng buổi trưa nên tâm trạng của tôi không tốt, vì thế tôi đã uống khá nhiều rượu. Khách hàng mời cũng không từ chối như mọi lần nữa. Khi tôi say, chính sếp là người đã đưa tôi về nhà. Khi được nửa đường, anh bỗng nắm chặt tay tôi rồi hỏi: "Em về chỗ anh được không?" Đối diện với ánh mắt xoáy chặt của sếp, không hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu. Đều là những người trưởng thành cả, câu hỏi ấy mang ý nghĩa gì? Làm gì có chuyện không ai biết. Có điều tôi chán chồng quá, tôi cũng muốn buông thả bản thân một lần. Tôi và sếp đã có một đêm tuyệt vời, chẳng có chỗ nào để mà chê. Có sẵn hơi men trong người nên tôi rất bạo dạn, khiến cho sếp phải ghé tai tôi thốt lên rằng: "Em thực sự quá quyến rũ, anh sẽ không bao giờ ngủ với em một đêm nay đâu." Mãi đến gần sáng chúng tôi mới mệt mỏi và thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã là gần trưa. Nhớ ra mình còn phải đi làm, nhưng sao sếp không hề gọi tôi dậy. Tôi nghĩ chắc anh thương tình nên để tôi nghỉ một ngày. Hẳn là anh sẽ báo với bên nhân sự rằng tôi có việc gì đó đột xuất. Đang loay hoay tìm quần áo để mặc, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sổ đỏ đặt ngay bên gối. Khi tôi còn đang thắc mắc không hiểu sếp đặt sổ đỏ nhà đất ở trên giường làm gì, thì điện thoại của tôi réo vang. Chính là sếp gọi. Anh bảo tôi có nhìn thấy cuốn sổ đỏ không? Đó chính là giấy tờ căn nhà tôi và anh đêm hôm qua ở. Nó sẽ là của tôi nếu tôi chấp nhận làm người phụ nữ của anh và sinh con cho anh. Tất nhiên ngoài căn nhà, anh sẽ chu cấp không thiếu một thứ gì cho mẹ con tôi sau này nữa. Rồi anh dặn tôi dậy sửa soạn, lát anh sẽ về đón tôi đi ăn trưa. Trong khoảng thời gian ấy, tôi hãy cứ suy nghĩ về đề nghị của anh. Cầm cuốn sổ hồng trên tay, lại nghĩ về những lời sếp nói mà tôi bấn loạn đến run rẩy. Cứ nghĩ tỉnh một đêm với sếp, cùng lắm thì anh tạo điều kiện hơn trong công việc. Ai ngờ anh lại muốn một mối quan hệ lâu dài, hứa hẹn và hơn nữa là đảm bảo một tương lai rất tốt đẹp cho tôi. Sếp tôi năm nay mới hơn 40 tuổi, đẹp trai và rất phong độ. Anh cũng ly hôn đã lâu nhưng không có ý định tái hôn.
Nhiều lần anh bảo với tôi trong những lần đi tiếp khách rằng anh rất sợ hôn nhân và những ràng buộc của nó. Đợi đến trưa khi sếp về nhà, tôi đã bình tĩnh hơn. Trong bữa ăn, anh bảo anh thích tôi từ lâu rồi, cũng biết tôi không hạnh phúc trong hôn nhân. Chi bằng làm người phụ nữ của anh sẽ không kết hôn với tôi hay bất cứ một người phụ nữ nào cả, nhưng anh có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn mà người chồng danh chính ngôn thuận của tôi lại đang không thể cho tôi được. Đúng thật là lời đề nghị của anh quá hấp dẫn. Riêng căn nhà này cũng đã phải 3-4 tỷ đồng rồi, chứ không phải ít ỏi gì. Anh bảo đó coi như là tiền đặt cọc cho tôi. Tôi không phải là kẻ thứ ba, cũng không phải phòng nhì của anh để mà hạ giá chính mình. Tôi đường hoàng sinh con cho anh, có điều chúng tôi không kết hôn. Anh vẫn quan tâm và có trách nhiệm, tuy nhiên không sống hàng ngày cùng nhà với tôi, vì anh muốn có không gian riêng cho anh và cũng là cả cho tôi nữa. Anh được tự do, đồng thời tôi cũng không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm trong hôn nhân. Sống như vậy quá tuyệt vời so với cái cảnh sống chung với người chồng của tôi bây giờ. Có tiếng mà chẳng có miếng, chồng thì vô tâm vô trách nhiệm, chẳng được việc gì. Xếp cho tôi thời gian suy nghĩ nửa tháng. Mọi người có thể góp ý cho tôi vài lời được không? Tôi có thể đồng ý lời đề nghị đầy hấp dẫn này của sếp hay không? Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.